Sau kỳ nghỉ Tết thì đến nay thị trường hàng hóa thiết yếu trên địa bàn tỉnh Bình Dương vẫn ổn định. Giá một số mặt hàng như là hoa tươi, trái cây, rau xanh, thực phẩm chay, phục vụ nhu cầu lễ Phật, cúng rằm có tăng nhẹ tại chợ. Các siêu thị vẫn tiếp tục có nhiều chương trình khuyến mãi nhằm kích cầu tiêu dùng ngay sau Tết. Theo Sở Công Thương tỉnh Bình Dương, 100% chợ truyền thống, siêu thị, cửa hàng tiện lợi trên địa bàn tỉnh đều hoạt động trở lại với lượng hàng hóa phong phú dồi dào. Sức mua của người dân hiện tăng nhiều so với mùng 4, mùng 5 Tết và đạt khoảng 70% so với thời điểm trước Tết. Một tín hiệu đáng mừng là sản lượng tiêu thụ hàng hóa phục vụ riêng dịp Tết Quý Mão 2023 tại các siêu thị đều đạt kế hoạch. Điều này cho thấy sức mua hàng hóa Tết của người dân Bình Dương khá tốt, tạo sức bật hoàn thành chỉ tiêu tăng trưởng tổng doanh thu hàng hóa bán lẻ của tỉnh năm 2023. Hiện các siêu thị đã bắt nhịp mua bán trong năm mới và đặt hàng cho nhà cung cấp kịp thời sản xuất để cung ứng đầy đủ đến người dân. Riêng mặt hàng hoa quả, rau xanh, các siêu thị đang liên tục nhập về hàng mới phục vụ dịp lễ hội rằm tháng Giêng. Nhóm mà thực phẩm tươi sống như là những cái nhóm hàng bình ổn về rau, củ quả, thịt cá đó, thì chúng tôi cũng đã đăng ký sẽ không có tăng giá để bình ổn so với giá thị trường bên ngoài. Ngoài những chính sách khuyến mãi, chương trình bình ổn giá vẫn đang được các đơn vị tiếp tục thực hiện giúp người tiêu dùng an tâm mua sắm. Đây là yếu tố quan trọng để các siêu thị nâng cao sức cạnh tranh, duy trì thói quen mua sắm của khách hàng. Ngoài ra, mỗi đơn vị có những chiến lược kinh doanh riêng nhằm đạt mục tiêu tăng trưởng trong năm 2023. Tôi kỳ vọng là năm 2023 chúng tôi sẽ đạt được mục tiêu tăng trưởng trên hai con số, cụ thể 10 đến khoảng 15% thì chúng tôi đang kỳ vọng cho cái mục tiêu đó. Và để đảm bảo được cái mục tiêu tăng trưởng đó thì chúng tôi sẽ cố gắng thực hiện cụ thể hóa các chính sách, chiến lược mà chúng tôi đã đề ra trong đầu năm nay để có thể đạt được. Dự báo sức mua hàng hóa thiết yếu trong những ngày tới sẽ tiếp tục tăng khi ngày càng đông người lao động trở lại Bình Dương làm việc. Sở Công Thương đã yêu cầu các tiểu thương đơn vị kinh doanh phân phối bán lẻ lưu ý chuẩn bị hàng hóa phong phú đầy đủ, không để xảy ra tình trạng khan hàng sốt giá gây khó khăn cho người tiêu dùng.